mình qua đây. Ôi cha, không kịp rồi. À, ở đây là ngã tư đường Phạm Ngũ Lão với đường Đỗ Văn Đẩu, hồi xưa là ngã ba. À, ở đây có một cái khách sạn bự là bự nè, khách sạn Thái Bình gì nè. À, bà con quá ha. Bên kia là Phổ Quỳnh, Phổ Quỳnh đó cũng nổi tiếng đó nha. Ba mẹ cầu quẹo trái vô đường Phạm Ngũ Lão. Khu này còn gọi là khu Tây Ba Lô, khách sạn nhiều lắm, sang có, bình dân có, đủ thứ. Hồi đó trên con đường Phạm Ngũ Lão ngoài đây nè bà con là nhiều tòa soạn lắm nha. Khu này là khu báo chí nè. Bên đây đang đang chuẩn bị lễ hội văn hóa gì với Hàn Quốc kìa bà con. Đó, đang dựng mấy cái sạp lên rồi nè. Rồi, ở đây đang chuẩn bị tổ chức lễ hội nè bà con. Đó, Sài Gòn mình là lễ hội liên tục. Rồi, con đường này đường Đề Thám. Hai lên cấp phi. Tới đây là bà con bắt thấy là cái chân mình muốn đi liền à. À, khách tây khách đồ cái ôm ba lô rộn ràng đi. Bà con bác ha, cái chân mình tự nhiên cái ngứa liền à, muốn xách cái ba lô lên bắt đầu mình đi du lịch ghê luôn á. Mùa này là mùa du lịch nè. Bà con bác thấy không, tây quá trời tây. Nhưng mà người ta nói là vẫn chưa bằng trước năm 2019 nha bà con. Vẫn chưa phục hồi hết. Và ba mẹ cũng không biết chừng nào Sài Gòn mình mới phục hồi lại cái du lịch đây. Dù rằng là bây giờ ba mẹ cũng thấy khách Tây cũng nhiều á, chứ không giỡn nào, nhiều hơn năm vừa rồi luôn á. Con đường này đường Bùi Viện. Sài Gòn. Đây cũng có cái building cũ kỹ quá nè bà con. Ba mày cầu đi, ba mày cầu liếc nha, thấy khách Tây nhiều lắm nha. À, đây là trường Chu Văn An nè, hồi xưa là trường Hưng Đạo. Thank you.
Đó, đây là Bùng Binh Cống Quỳnh nè. Hồi xưa cái dòng xoay đó chút xíu à, bây giờ nó chuyển thành cái dòng oval rồi. Hồi xưa ở đây nè có dòng xoay chút xíu à, hình tròn. Đó, bây giờ quẹo qua đây. Con đường này đường Nguyễn Duy Trinh nè. Hồi xưa bên tay trái này là dãy nhà của ông Nguyễn Thành Niệm đó bà con, không cho thuê. Bên tay phải này là khách sạn Bullman nè, hồi xưa là Metropole. Nơi đây hồi xưa khoảng năm nào ba mẹ cũng nhớ là đánh bom ngay tại đây nè. Rồi bên đây là nhà hát cải lương Trùng Hữu Trang, hồi xưa là Rạp Hưng Đạo. Kế bên là tòa nhà Hưng Đạo nè. Đó. Rồi con đường này đường Trần Hưng Đạo. Bên đây là hồi xưa là hãng đúc của Nguyễn Chí Dụng, Nguyễn Văn Dụng chứ. Đó, hãng đúc của ổng á. Cái tòa nhà màu vàng vàng nè. Ở đây là công ty dược phẩm. Trước năm 75 nó cũng là công ty dược luôn. Đây là nhà thờ Tinh Lành. Đây là ngã tư Đề Thám. Giờ mình đi dạo một vòng đường Cô Bắc đi. Đó. Bán đất nè, cho thuê nhà 194 nè, 194 Đề Thám. Bủ Hoa Tự. Bách Hoa Xanh, trời ơi, khu này đông tấp nập vậy ha. Ở đó đây là cái khu chợ đó bà con. Chợ này, khu này người ta gọi là khu chợ Cầu Muối. Đây, giờ mình đi vô dạo vòng chợ Cô Bắc. À, đây là Cô Bắc nè. Bên tay trái này là chung cư Cầu Giang nè. Bây giờ xây dựng mấy cái tòa nhà bự ơi là bự nè của Novaland nè. À. Dự án Novaland này ba mày còn thấy xây cũng lâu lắm rồi nè, hình như là chắc không biết còn xây không nữa. Dự án Mã Nhật Tân. Bên kia là nhà truyền thống sân khấu. Nơi đó là nơi nhà thờ tổ của nghệ sĩ đó bà con. Từ cái thời mà của bà Phùng Há đó. Nơi đó là nơi nhà thờ tổ của nghệ sĩ. Còn bây giờ thì hết rồi. Ba mẹ gò thấy bây giờ nghệ sĩ là tự tổ chức mỗi lần mà cúng tổ, dỗ tổ á. À, chia ra từng khúc, từng nghệ sĩ à. Chứ hồi đó ba mẹ cậu nhớ là giờ dỗ tổ là về tụ về đây hết. Con đường chúng ta đang đi là đường Cô Bắc. Ở đây có cái trường nè, trường Lương Thế Vinh, hồi xưa nó là trường Thanh Trí. Con đường tuổi thơ của ba mẹ cậu đây. Chùa này chùa Pháp Hoa nè, chùa này là của cô Hòa, mà giờ cô Hòa mất rồi. Hồi xưa ở đây có nhà hàng Ngọc Linh nè, nó cũng giống như cà phê 343 vậy bà con. Sáng ăn sáng vô đây, nhiều người vô đây ăn sáng cà phê lắm. Còn giờ chuyển qua nhà hàng Tự Do rồi hết bán cà phê. Ở đó đây trước năm 75 rồi có bốt cảnh sát nè.
sau năm 75 thì đó là công an phường. Rồi mình quẹo qua đây. Qua đây là đường Hồ Hảo Hớn. Đường Hồ Hảo Hớn này hồi xưa nó là đường Quỳnh Quang Tiên. Đây có nhà trẻ trường mầm non Cô Giang nè. À, đây là trường mầm non Cô Giang. Hồi xưa nó vẫn tên Cô Giang luôn mà con. À. Ở đó ba Michael học mầm non là ở đây. Trường mẫu giáo của ba Michael đó. Con đường Hồ Hảo Hớn. Con hẻm nhỏ này để đi qua bên cầu kho nè. Rồi mình quẹo đây. Con đường này là con đường Cô Giang. Hồi xưa bên vách tường này nè bà con, có vách tường ở đây nè, có bà bán cháo lòng. Cháo lòng dì Tư Sài Gòn, không phải ở đây đâu, ở đó bà bán vách tường đâu đây nè. Bán ngoài lề đường nha bà con, bán ngồi trong cái vách tường đó bán. Thuốc Long Châu. Con đường bao nhiêu năm thì nó vẫn vậy thôi. Vậy cái cuộc sống dân sinh thì nó thay đổi. Rồi ở đây có cái chùa Linh Sơn nè. Hồi đó ở đây khi mà bà con quán đi tới đây rồi, ở đây có một cái chợ. Chợ này người ta gọi là chợ Cô Giang. À, bây giờ đây là trường tiểu học Lương Thế Vinh. Cũng là một trong những ngôi trường nổi tiếng ở quận nhất đó nha bà con. Còn đây là bên tay phải này là hồi xưa nó là hãng thuốc lá. Đây là hồi xưa là cái chợ nè. Bên đây là chung cư Cô Giang, xóm nhà lô á. Đường này đường Đề Thám. Hồi đó ba Michael thường hay uống nước mía ở đây. Nước mía ở đây ngon lắm. Bán trong cái lì cối. À, nghe nói nước mía ở đây bán từ thời ông vua Bảo Đại á. Mà giờ là có hai anh em. Giờ chia nhau ra bán. Hồi đó là bán người bán ngày nghỉ ngày. Còn giờ người bán tuần nghỉ tuần. Còn bên tay trái SBT này bà con, hồi xưa đó là rạp chiếu phim, một cái rạp hát ở đây. Bên đây là đình Nhân Hòa, nơi đây là nơi đóng đô của cái đoàn tuồng cổ Bình Long đó bà con, à, nơi đây. Cũng nổi tiếng với trong giới nghệ sĩ lắm, cái đình Nhân Hòa này. Ở đó đây có một cái Nhân Hòa Hội. Cái khu chợ Cầu Muối này hồi xưa là nó sầm uất lắm nha bà con, à, khu chợ rau củ quả nè. Nói chung khu này hồi xưa là một cái nơi mà coi như là buôn bán nhộn nhịp lắm. Đây, giờ để chở bà con bác xem lại nè. À, ở đây trong đây là mấy cái nhà lồng.
mấy cái kiosk đó bà con. À, bây giờ người ta không còn bán kiosk nữa, người ta sẽ cải tạo lại thành một cái nhà ở. Ừ. Xin thưa bà con bác, hồi xưa mấy cái hai bên bên trái bên phải nè đó, mấy này người ta gọi là cái sạp đó bà con. À, ở đây là chích rau củ quả đầy luôn á. Hồi đó cái chợ Gò Muối này nó quay mặt về cái mặt chợ, nó hướng về cái đường của Bắc này bà con. Nhưng mà trước năm 75 cháy chợ lớn lắm à, sau này cái bắt đầu mới xây dựng lại cái mặt ở chỗ qua bên kia. Bây giờ cũng còn một số trà sạp ở ngoài đây, người ta vẫn giữ lại cái buôn bán hồi xưa đó bà con. Giờ ba mẹ cầu quẹo qua đây nè, con đường này đường Đề Thám nè. À, mình ra lại đường Trần Đạo. Ở đây có bún thịt nướng Kiều Bảo nè, nhưng mà bán buổi trưa, trưa tối. Bánh nướng. À, nhắc đi nhắc lại ba mẹ cầu chưa ăn sáng. Sáng nay chưa ăn sáng. Vậy chắc mình kiếm gì đó mình ăn sáng ha. À, bên đây là nhà thờ Tin Lành. Rồi bên kia là rạp Nguyễn Văn Hảo. Gì mà ghê gớm vậy trời, đập nát gì ghê quá. Hồi xưa ở đây là khu lính Mỹ ở nè. À, một cái BVD ở đây. Tuổi Hồng, mẫu giáo Tuổi Hồng. Bún mắm nêm cô nổ, trời ơi. Ở đây có nhiều quán ăn ngon lắm đó. À, quay lại con đường Cô Bắc nè. Ba mẹ còn nhớ đây có nhiều tiệm ăn ngon lắm. Cơm tấm cũng có nè, hủ tiếu cũng có. Cơm tấm A Dũng. Bây giờ mình ăn cái gì ta? Hủ tiếu cũng có nè. Thôi bác Michael xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. À, xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.